Lôi Con bất ngờ bị bịt miệng sau câu nói, cô tiên ơi, chú Linh đang ở Việt Nam rồi này. Các thuyền viên lâu năm của Thủy Tiên, Quang Linh lại được dịp dậy sóng. Lôi Con mới đây được Quang Linh Vlogs đưa từ Angola về Việt Nam chơi. Cậu bé 5 tuổi luôn nhận được sự chào đón tại Việt Nam khi đến bất kỳ nơi đâu. Mọi hành trình, khoảnh khắc của Lôi Con cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Lôi Con có tên thật là Mativado, đến từ Angola. Cậu bé này là con trai của Matiloy, một thành viên team châu Phi. Lôi Con đã được Quang Linh Vlogs nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Vì vậy, nam YouTuber cũng thường cho Lôi Con lên sóng trong các video, phiên livestream của mình được đông đảo netizen yêu thích. Trong chuyến về Việt Nam cùng chú Linh và bố, Lôi đã có những clip hút hàng triệu view. Nội dung chỉ đơn giản xoay quanh những hoạt động thường ngày của cậu bé. Mới đây nhất, clip Lôi Con trò chuyện với các cô, các dì người Việt trên ô tô đã khiến dân tình cười bỏ vì không ai đỡ nổi cách mà Lôi tạo tin đồn tình ái cho chú Quang Linh. Clip có tựa đề, Lôi Con tiết lộ người yêu chú Linh đang ở Việt Nam. Đoạn clip mở đầu khá sốc, Lôi Con bỗng phát âm rõ ràng rành mạch một câu bằng tiếng Việt khiến cả đoàn giật bắn mình, cô tiên ơi. Chưa dừng lại, Lôi Con tiếp tục nói thêm, cô tiên ơi, chú Linh đang ở Việt Nam rồi này. Mọi người xung quanh tỏ ra vô cùng hốt hoảng phải bịt miệng Lôi lại ngay lập tức để cậu bé không thốt ra thêm thông tin nào khác. Cuối cùng, để Lôi không còn tập trung vào vấn đề cô tiên hay chú Linh, mọi người trên xe đã quyết định cho Lôi ăn nho. Clip Lôi Con lỡ miệng hút hơn 1,3 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận thích thú của netizen. Nhiều người cho rằng Lôi Con quý mến cô tiên nên đã nhớ ngay đến cô khi vừa về Việt Nam. Cô tiên được Lôi Con nhắc đến chính là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Tháng 7 năm 2022, Thủy Tiên sang Angola để thực hiện dự án thiện nguyện của bản thân, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn tại nơi này. Tại đây, nàng hậu được sự hỗ trợ nhiệt tình của Quang Linh Vlog, một nam YouTuber đang sinh sống và làm việc tại Angola. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng người dân. Trong đó, khoảnh khắc thân thiết, tự nhiên của nàng hậu cùng em bé Lôi Con nhanh chóng tạo phản ứng hóa học tốt khiến công chúng không khỏi thích thú. Trước đó, ở thời điểm Hoa hậu Thủy Tiên sang thăm Lôi Con cũng làm dậy sóng mạng xã hội với khoảnh khắc được xem Hoa hậu Thủy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. Cậu nhóc lấy cả hai tay che miệng để bày tỏ sự bất ngờ bởi chỉ vài ngày trước, Lôi Con đã phũ phàng từ chối cái hôn má của Hoa hậu. Cặp bài trùng Thủy Tiên, Quang Linh cũng tạo nên tiếng vang rộng rãi, được cả nước tích cực đẩy thuyền. Thậm chí, cả hai còn bị cắt ghép vào hình ảnh cưới khiến Thủy Tiên nhiều lần phải lên tiếng giải thích. Nàng hậu cho biết cả hai chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè. Sau chặng hành trình tại Angola, Thủy Tiên và Quang Linh còn hợp tác trong nhiều dự án cộng đồng khác. Tháng 2 năm 2023, cặp đôi tham gia một phiên livestream bán hàng với mục đích thiện nguyện. Đến tháng 8 cùng năm, cặp đôi tiếp tục tái hợp khi thực hiện chuyến từ thiện tại Hà Giang. Dự án này được đôi bên lên kế hoạch từ thời điểm tháng 2 năm 2023. Dù chỉ đơn thuần là bạn bè, người cùng đồng hành trong công việc nhưng sự ăn ý của Thủy Tiên, Quang Linh đều khiến công chúng nhiệt tình đẩy thuyền. Trong chuyến về Việt Nam lần này, khán giả hy vọng Lôi Con và Hoa hậu Thủy Tiên sẽ có dịp hội ngộ sau 2 năm gặp gỡ ở châu Phi. Trước đó, nàng hậu cho biết nếu Mativado sang Việt Nam, cô sẽ dắt cậu bé đi shopping và food tour khắp thành phố.